Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tiếp tục với cả Stick with Legacy các bạn nhé. Lần này sẽ làm đối với cả con lần trước thì chúng ta có trận solo Zubu cắt tích và lá rồi. Thôi lần này sẽ cho nốt đi. Chứ là sẽ trận solo giữa con bên cổ điển. Đấy, cổ điển tức là skin mặc định. Sẽ đối đầu với cả skin xa tay dây anh em nhé. Ok, vậy thì mình cũng dùng tượng mặc định cho nó choáy. Thôi nhưng mà tượng đá thôi, thì tượng mình định xấu lắm anh em. Ui anh em ơi, mình nói cho anh em biết điều này cực kỳ là kinh hoàng. Đó chính là hôm qua mình đăng nhầm clip. Đấy, hôm qua mình đưa nhầm clip của mình lên là vào lúc đêm tối. Hôm qua mình đặt nhầm anh em. Cái vãi. Khả năng là nó sẽ bị phonop thôi anh em ạ. Mình đăng vào cái lúc tối tối mười mấy giờ đêm như thế thì vậy là làm sao mà anh em có thể xem được mà không xem YouTube cũng không có. Không có đề xuất được anh em ạ. Đấy. Nói chung là đấy là một sai lầm anh em ơi. Bạn nào nếu mà lâu lâu mình có khi mình đăng nhầm thì các bạn nhớ thức đêm chắc nhé. Thôi mình đùa đây các bạn ơi. Xem nào. Chắc chắn là sẽ không có chuyện mình đăng đêm nữa đâu. Đấy là không may mình đăng phải anh em ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ gọi là tìm cái bàn Savaya bàn này à. Đúng không? Đây bọn Savaya đúng không? Đúng rồi, đây bọn Savaya anh em ơi. Nào. Solo nào, solo đầu tiên sẽ là giữa Sword với kiếm thì mình đánh giá là bọn thực ra thì mặc định nó là mặc định, thế nên là không quá kỳ vọng là việc mặc định nó sẽ thắng được đâu. Nhưng mà thôi anh em chờ 100 con đi cho choáy. Ok. 100 kiếm sĩ mặc định sẽ đối đầu với cả 100 kiếm sĩ cái gì? Savage anh em nhá. Ok chưa, ok chưa. Mày đúng của solo kill. Đòi solo kill nơi. Ok chờ, ok chờ. Kéo, 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 kéo. Mày. Ông ấy chơi à, đòi chơi à. Đòi chơi à. Hứa. Hứa. Ui. Bằng một cách thần kỳ nào đó các bạn nhớ. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì kiếm mặc định chúng ta lại thắng được cơ. Thế nó mới ảo mà Lazada, Australia, California chứ các bạn. Ở một cái thần kỳ nào đó thì kiếm mặc định chúng ta đã chiến thắng này. Ảo ma thật. Được đường là skin và sắp phế đấy. Như thế nào sẽ là cung thủ này. Xạ thủ anh em nhé. Ui 100 con xạ thủ lắc lắm. Không ổn rồi, 100 con xạ thủ lắc lắm bạn ơi. Rút cung ra bắn càng càng xài ơi xài ơi. Ui bọn này bắn ghê quá cơ đơn, bọn này bắn ghê quá rồi. Xong như vậy Savage đã chiến thắng anh em nhá. Ok giờ như vậy là Savage chúng ta đã chiến thắng rồi. Đấy, hiện tại đang là 1-1 nhưng mà thực sự nếu như mà mình chơi đúng như vậy thì lại hơi bất công Savage, bởi vì là cái Savage này nó lại bị cái là nó phần tim mình nói sao anh em. Đây tôi sẽ kéo xuống bàn cuối cùng thì anh em sẽ biết. Đây anh em ơi, à thì vẫn là câu chuyện muôn thuở của anh ơi, đó chính là khi mà anh em nhấp thật nhiều lần với cái cây thông này sẽ cho anh em 5 cái dương để anh em ra cha. Nói chung bạn nào chơi không chích cái lõ thì thực sự là cái đấy rất là hữu ích, bởi vì nó khoảng 3 cái cây rồi. Tức là chúng ta sẽ nhận được khoảng 10-15 cái dương em nhá. 10-15 cái dương, thậm chí 20 cái dương luôn. Em thấy chưa? Nhưng mà chắc là không được 20 đâu, chắc mới ôi, được 20 cái dương em nhá, được ấy, được 20 cái dương đi mà 20 cái dương em biết như nào rồi. Install này, rồi. Đầu tiên chúng sẽ có skin mặc định. Ôi ôi chết rồi, chết rồi. Đây lần này sẽ cho bọn Mega King đánh trước em nhé. Mega King đánh trước. Cho 5 con Mega King đi. Ok chưa? 5 Mega King mặc định. Đấy xài. 5 Mega King mặc định em ơi. Xem nào. Tất nhiên mình sẽ chỉ cho mỗi phù thủy này ra đánh thôi anh em ơi. Chứ còn mấy con khác thì mình vẫn cho solo như thường. Về con phù thủy này là nó có khả năng triệu hồi. Đấy. Vấn đề ở đây con phù thủy nó khả năng triệu hồi anh em ạ. Ờ. Thế nên chúng ta phải cho như thế này. Mà triệu hồi là cực khó thì bọn kia sẽ khỏe hơn anh em nhé. Đấy.
Sí. Quay 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 quay. Đâu xem nào xem nào. Hứa. Như con đấy là chắc chắn là nhéo thắng được rồi anh em. Sao mà thắng được? Nghe chưa? Vấn đề ở đây là con zombie này vẫn còn đầy máu anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ chơi lại này. Tiếp theo này, bây giờ vẫn còn đầy máu, cái con đầy máu nào? Tiếp theo sẽ là Savage à? Ô, ngoại à, chết rồi. Hình như cái skin Savage này phải đổi rồi. Không sao, con này mua skin Savage này. Ok. Nói chung là nếu như mà bọn mặc định này nó mà còn cầm hòa được, kiểu tức là hòa ấy, thì tốt nhất anh em không nên dùng skin Savage vì thực sự nó khá phế. Nếu mà nó cầm hòa được hiện tại như thế nào thì chưa biết. Ok chưa? Từ vút xuống khá lâu bọn này. Nhà phát hành nên tạo ra một mũi tên ở dưới nữa. Nếu chúng ta có thể kéo lên trên anh em, à nhầm, kéo xuống dưới thật nhanh. Như cái mũi tên ở trên thì kiểu mình nhớ mày bấm vào phát là mình sẽ phải kéo lại rất là mệt anh em ơi. Ok chưa? Rồi. Đây. 5 phù thủy Savage lên để xem liệu Savage phù thủy quan được không anh em nhá. Ok chưa? Sing. Được rồi anh em ơi. Xem nào anh em ơi, chưa chắc đã win. Đây, cái nội tại của cái bọn Savage này đó chính là siêu nổ anh em ơi. Thấy chưa? Đó chính là kiểu khả năng gây sát thương lên zombie rất tốt anh em ơi. Thế là có vẻ là cũng khá hơn một chút. Ok, thực sự là cái skin này nó méo đáng kể lắm anh em ơi. Quà này hòa và nãy là một đều đúng không, giờ vẫn một đều anh em ạ. Thực sự rất là ảo anh em ạ. Ok, tiếp theo này, 25 con Spearton. À đâu, 50 con Spearton cho 50 con đi. Ok chưa? Quá ảo thực sự anh em ạ. Cái sự khác biệt nó không quá lớn. Mẹ. Cái sự khác biệt nó không quá lớn bạn ơi. Ok chưa? 50 giáo mặc định đối với 50 giáo Savage. Thế nào? Ok chưa? Để xem bên này sẽ thắng đây anh em ơi. Đang một đều anh em ơi. Ây à, có vẻ Savage đang chứng tỏ sức mạnh của mình anh em ơi. Đó chính là skin Savage, ngoài việc gây sát thương nhớ cho zombie còn khả năng chống choáng đây. Và bọn giáo thì rất nhiều choáng, đánh cao đông này rất nhiều choáng. Savage đang thể hiện cái khả năng của mình, đang thể hiện trừ cộng thêm 4 con cho nó anh em nhá, đang thể hiện cái chức năng của chống choáng của mình, cộng thêm cho nó 4 con này. Ủa thôi nó thừa, cộng thêm cho nó 4 con vẫn thua anh nha. Ok, như vậy là giáo mặc định đã thắng, mặc dù con kia cũng có áo thật chứ. Ok, như vậy là Spearton là hiện tại là đang 2-1 rồi. Và cuối cùng sẽ là Gian anh em nhớ. Ok chưa? Gian thì lúc nào chúng ta phải chọn đánh khổng lồ. Đấy. Nào, 50 Gian mặc định. Ok chưa? Ủa, 50 Gian mặc định hơi đông nhỉ. 25 thôi anh em. À thôi, cho 30 đi, 30 Gian mặc định đi. Rồi, sẽ cho game nó đỡ lag thì mình còn công lên đánh nó nhanh anh em. Ok. Quay. What the hell? Ok. Với 30 gian mặc định thì cái liệu có ăn không, hay là ít nhất thì cũng phải cho con boss này xuống còn bao nhiêu máu chứ đúng không? Ok. Nào, show HP thì nó lên. Show HP. Ít nhất thì cũng phải cho con này xuống còn bao nhiêu máu đúng không? Hoặc hạn nó cũng được. Xe nào cũng đây. Vẻ như là không hạ được nó rồi anh em. Nhưng mà vẫn hạ được bao nhiêu máu này, để xem được 30 răn thì sẽ hạ được bao nhiêu máu con này. Ok chưa?
325 máu. Vậy là đối với skin Savage thì sao? Ok chưa? 3320 máu. Đó. Tăng tốc độ game lên anh em nhé. Đây tăng. Có vẻ như là con này nó hơi nhiều họa tiết anh em ơi. Nên hơi lag. Tăng tốc độ game lên xem nào. Rồi được mày solo. Rồi được anh em ơi. Đây cho con lui về, cho con lui về. Ui ơi. Ê khoan, để mình sẽ cấp lại cho bên này khoảng 3 con anh em ơi, ba con phun máu nhá. Bởi vì là nãy chúng ta lỡ để cho mấy con kia nó ngõm mất à. Lên nào. Nãy mình lỡ để cho mấy con kia ngõm mất à. Không sao, ngõm mất ba con anh em. Đâu rồi, xem liệu cấu xuống còn bao nhiêu máu đây. Hiện tại là đang 2-1 đúng không? Xem nào. Con kia là 3223 máu. Con này đập xuống còn bao nhiêu đam, còn bao nhiêu máu đây anh em? 3323 máu. Ok chưa. Ui rồi, còn 5000 máu kìa. Còn 5000 máu, còn 4400 máu, 4700 máu. Tốc độ game đi. Ok chưa. Ok. Thực ra thì nó hơn có 100 máu. Mình đánh giá méo ổn lắm anh em ơi, hơn có 100 máu. Như vậy là hòa này, quả nhiên như vậy là Savager với mặc định hòa. Hòa nó bị háo cây anh em ơi, một cái skin giá mấy trăm vàng, à đâu mấy trăm kim cương, 1000 game không ít quân ơi. Thế mà bị skin mặc định cầm hòa. Ok, vì hòa loại cả hai thằng quả nhá. Ok, ở đây thì thôi, chắc thì mình kết thúc bản hai thằng này sẽ kính nhạc. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.